coi rồi mẹ ơi. Chơi hoạt tính thì nhiệt tình là chị bình thường. Em nói chẳng này mà tự động chi vậy, cái gì là bạn Một là mình quan sát thấy, hai là người bệnh cảm nhận cái
những cái chuyện như là mình quan sát thấy là người bệnh cảm nhận là thì những cái dấu hiệu đó hay là những cái triệu chứng đó nó mang tính chất gì các bạn? Tính chất gì? Ví dụ như một cái hiện tượng thì có phải tất cả mọi người đều nhận xét giống nhau không? À, mà nó mang cái tính chất gì ở đó? Chủ quan. À, chủ quan của cái người đó, ha? Của người quan sát cũng như là người bệnh tự cảm nhận. Ví dụ như ở đây các bạn, mình học ở đây là mình học ở lớp 1 đúng không? Có ai đeo cái đầu này lên cái bàn không? Có, vậy là có một ít người đúng không? Còn một số bạn còn lại không nói, có nghĩa là không mệt. Như vậy cái việc mà mệt như vậy là phụ thuộc vào gì? Vào cái tính chất chủ quan của mỗi người đúng không? Thì ở đây cái biểu hiện tâm sàng hay cảm nhận của người bệnh nó cũng chủ quan như vậy đó. Do đó người ta cần những cái thông số hay là những chỉ số nó mang tính chất là hay là những cái thông tin nó mang tính chất khách quan hơn để người ta xác định cái tình trạng đó là gì các bạn? Xuất hiện. Là cái gì mà mình phải nắm ở trong bài này? Xuất hiện. À, mình phải biết được những xét nghiệm nào ha, dùng ở trong chẩn đoán cũng như là phân loại thiếu máu. Thế thì trong những cái loại thiếu máu mà giới thiệu với các bạn á, có một cái loại là cái thiếu sắt, là cái loại thiếu máu hay gặp nhất, do đó mình sẽ đi sâu vào cái loại thiếu máu này. Mình phân tích những cái nội dung về bệnh học, về nguyên nhân, về cái cách điều trị của các bạn thiếu máu thiếu sắt này ha. Và cuối cùng mình còn thời gian thì mình sẽ qua cái tình huống lâm sàng. Như vậy bài của mình lần lượt theo những nội dung này được không nào? Được chưa? Nắm được các mục tiêu ha. Rồi nhắc lại chút xíu về sinh lý. Như vậy các bạn thấy ở đây nè, ở bên này là máu toàn thân của mình đúng không? Mình nói một cách đơn giản, cái cách dễ hiểu nhất là mình sẽ bao gồm cái gì trong đó? Mới bao gồm cái gì không? À, cái phần dịch tẩm phải không? Rồi cái phần kia là phần gì? À, phần tế bào ha. Phần dịch tẩm gọi là gì? Là huyết tương. Còn phần tế bào là bao gồm ba cái loại tế bào ở đây đúng không nào? Một cái loại ở đây. Thế nhưng mà từng loại tế bào này nè, nó lại có những cái loại tế bào nhỏ hơn. Ví dụ như là hồng cầu ha, tiểu cầu thì để chỉ có một loại thôi, nên cái bạch cầu thì có nhiều loại. Đây là những chức năng sinh lý các loại thôi. Bây giờ ha, mình nói về thiếu máu thì quan tâm đến cái loại tế bào này trong này hay là quan tâm đến cái thành phần nào ở trong này? Hồng cầu. Phần nào? Hồng cầu, bạch cầu. Phần tế bào hay phần tế bào? À, phần tế bào là chủ yếu ha. Thế nhưng mà mình có cần phải quan tâm đến phần dịch tẩm này không? Có. À, tại sao mình cần quan tâm đến phần này không? Mình quan tâm trong trường hợp nào? Mình quan tâm để mình xác định là thiếu máu phải không? Hay là mình quan tâm để mình đánh giá cái vấn đề khác? À, mình quan tâm để mình đánh giá cái tình trạng bệnh nhân. Ví dụ bây giờ lúc mà mình học về bài xét nghiệm của năm ngoái mình nhớ không? Là ví dụ như cái thành phần tế bào này hay là cái tỷ lệ tế bào này nó có thể tăng giảm phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái sự thay đổi, cái sự tăng giảm của cái khối tế bào này đúng không? Là người ta dễ thấy nhất. Nhưng mà cái sự thay đổi về cái phần dịch tẩm này nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ này không? Có không? Có ha, do đó mình cũng phải quan tâm để cân nhắc xem trong cái trường hợp đó có thực sự là người này có thiếu máu không, hay là bị loãng, máu bị pha loãng, hay là máu bị gì, bị cô đặc lại. Rồi bây giờ nói về tế bào máu mình quan tâm đây ha. Nhưng mà cái thành phần mà mình quan tâm nhất ở trong cái tình trạng thiếu máu là tế bào hồng cầu. Từ đó các bạn sẽ thấy mình sẽ nói về tế bào hồng cầu thôi.
Rồi bây giờ đi qua một chút xíu về cái tình hình mắc bệnh như thế nào. Đây là những cái số liệu thống kê mà cô có thể tìm được. Thực ra thì nó cũng không có mới, nhưng mà nó là cái số liệu cập nhật nhất và nó có văn bản chính thức. Còn những cái số liệu nó không có văn bản thì mình không có nêu ra được ha. Thì đây là kết quả của một cái nghiên cứu năm 2009 và đây kết quả của một cái nghiên cứu thế giới năm 2010. Và kết quả này được báo cáo ở trong một cái bài báo tương đương mới năm 2014. Thì mình thấy nếu mà nhìn vào đây thì mình thấy cái tỷ lệ người dân bị thiếu máu là khoảng bao nhiêu phần trăm đây các bạn? 25%. Bao nhiêu? 25 đến bao nhiêu phần trăm? 25 đến 27%, nghĩa là khoảng 1/1 đến 1/3 dân số ha. Như vậy có nhiều không? Nhiều. Nhiều ha. Thế thì cái độ tuổi nào là hay bị hay gặp nhất? Ở đây nó không thể thấy là cả trong hai báo cáo này và nhiều báo cáo khác nữa thì người ta thấy là chủ yếu là trẻ em, và trẻ em đặc biệt là trẻ em ở cái độ tuổi chưa có vào cái trường học á, có nghĩa là từ lúc 6 tháng tới cái đoạn mà nhỏ hơn 6 tuổi á, là hay bị thiếu máu. Và thứ là đối tượng thứ hai đó là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai. Vậy ở Việt Nam mình thì sao? Đây là cái tình hình chung của thế giới ha. Ở Việt Nam thì các bạn thấy thế nào? Nhìn những con số này thấy thế nào? Nó có cái gì khác so với cái tỷ lệ mắc bệnh chung trên thế giới không? Không, cũng giống vậy. Có gì đặc biệt không? Nó cũng nằm trong cái khoảng này đúng không? Nhưng mà mình thấy là những người ở gì? Ở nông thôn thì cái tỷ lệ thì thiếu máu là nhiều hơn ha. Và ở cái đây là cái báo cáo này thì họ tập trung chủ yếu vào đối tượng phụ nữ. Và mình thấy là cái gì? Phụ nữ, thứ nhất là phụ nữ có thai thì sao? Thiếu máu. Phụ nữ có thai so với phụ nữ không có thai, đối tượng nào dễ thiếu máu hơn này? Phụ nữ có thai. Có thai. Thứ hai là ở nông thôn so với thành thị. Rồi dẫn đến những cái hậu quả hay là những cái hệ quả như sau. Mình đã thấy chức năng sinh lý của máu là gì? Vận chuyển oxy. Bây giờ nếu mà thiếu máu, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những chức năng sinh lý đó đúng không? Ví dụ như chức năng hô hấp thì người chức năng hô hấp hay gặp và hay kể đến nhất ha. Thì ví dụ bây giờ hô hấp của mô tế bào mà kém thì cái chuyện mình vận động hay cái chuyện hoạt động hàng ngày của thân mình thấy thoải mái không? Mình vận động một chút xíu đã thấy mệt đúng không? Bởi vì không có đủ oxy cho mô. Thì như vậy cái hoạt động thể lực nào, cái chất lượng cuộc sống nó sẽ giảm ha. Và đối với những trẻ thiếu nhi á ha, là cái độ tuổi tuổi mà nhỏ hơn 1 tuổi á, nó là những nguyên nhân mà gây bệnh như là tử vong bắt đầu cái em bé này. Đó là sơ sơ về cái tình hình là mắc bệnh ha, cũng như là cái hậu quả lâm sàng của thiếu máu. Bây giờ mình đi vào chi tiết một chút xíu là như thế nào thì được coi là thiếu máu. Thì thường á, khi mà mình nói thiếu máu thì các bạn thấy là mình nghĩ ngay đến cái loại tế bào nào trong máu nó bị giảm? Hồng cầu. Tế bào hồng cầu ha. Thế nhưng mà ở đây người ta có nói đến cái số lượng tế bào hồng cầu giảm ngay từ đầu khi mà đề cập vào điểm yếu của thiếu máu không? Người ta không đề cập tới mà người ta quan tâm đến cái gì nhỉ? Huyết sắc tố. Tại sao lại quan tâm đến huyết sắc tố? Tại sao nào các bạn? Thế có trường hợp nào mà tế bào hồng cầu vẫn đủ mà huyết sắc tố lại bị giảm không? Có không? Có. Vậy thì tại sao mà người ta dùng? Đó là một lý do, còn lý do nào khác nữa không? Ví dụ như bây giờ, thế có trường hợp nào ngược lại không?
mà người ta lại quan tâm và người ta dùng nó làm cái tiêu chí để xác định thiếu máu. Vận chuyển oxy. Vận chuyển. Có vai trò gì này các bạn? Vận chuyển oxy. Vận chuyển oxy. À, vận chuyển oxy nó có vai trò gì, thực hiện gì, chức năng gì? Không. Chức năng hô hấp ha, chức năng hô hấp của máu. Đó, khi mà thiếu hụt về chất lượng hay là về số lượng của cái hemoglobin hay là huyết sắc tố thì dẫn đến là cái chuyện vận chuyển oxy của máu nó bị sao? Bị như thế nào? À, bị giảm đi. Thì đây người ta định nghĩa ha, là giảm cái lượng sắc tố hoặc là giảm cái gì, khối tế bào hồng cầu. Khối tế bào hồng cầu đây được xem, được coi là gì? Thứ nhất là cái dung tích hồng cầu, cái này mình học rồi đúng không, hematocrit và số lượng hồng cầu. Nhưng mà thường khi biết ít khi người ta xét đến số lượng hồng cầu lắm, thường lên lấy hemoglobin cùng lắm là xem cái hematocrit này. Nếu mức bình thường, cái này mức bình thường là bao nhiêu? Mức bình thường là bao nhiêu nào các bạn còn nhớ không? Hemoglobin bình thường là bao nhiêu? Bao nhiêu các bạn? Mười mấy gram trên decilit? 3.5. Có chỗ nào khác nữa không? Cái con số này nó phải là một số cố định không các bạn? Nó sẽ thay đổi tùy theo giờ đi. À, giới tính. Thế nhưng mà còn một người mà đi xét nghiệm mà mình học xét nghiệm khác nhau thì cũng có ra bao giờ không? Không. À, sẽ không giống nhau ha. Chúng tôi vào được học xét nghiệm vào khoảng máy móc, vào giới tính, vào tuổi tộc ha. Nhưng mà nó cũng có cái khoảng chuẩn là khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu gam trên decilit? Rồi, suy nghĩ xíu thì nhắc lại cái đó ha. Thế thì bây giờ như thế nào là thiếu máu? Ví dụ như bây giờ các bạn đã là 13 thời gian thì nhỏ hơn 13 thì xem là thiếu máu chưa? Có lẽ thì con nói là cũng thuộc về gì và giới tính ha, và chủng tộc, nhiều lý do khác nữa. Nhưng mà ở đây theo ở cái thế giới thì họ cái tiêu chí của mình là bình thường và giới tính. Đối với nam đó thì cái ngưỡng để coi là tiêu máu là 13 gram trên decilit, còn nữ là 12 gram trên decilit. Thế tại sao lại có sự khác biệt cho hai giới như thế này? Mình thấy là những cái chỉ số huyết học á ở hai giới này thì thường giới nào thấp hơn? Nữ. Ờ, nữ thấp hơn, từ đó cái ngưỡng để coi là tiêu máu thì cũng thấp hơn ha. Đây là theo tổ chức y tế thế giới. Còn nếu các bạn đọc theo một số tổ chức khác thì con số này nó có thể sẽ định chút xíu. Ví dụ như là 12.3, 13.5 chẳng hạn. Nhưng mà mình học thì mình lấy cái nào quốc tế họ dùng nhiều á, thì mình dùng theo cái tiêu chí của tổ chức y tế thế giới. Đây, mình còn nó còn phụ thuộc vào những cái tình trạng sinh lý khác nhau nữa đúng không? Giới nữ, nhưng mà cái người nữ này ở độ tuổi nào, cái tình trạng sinh lý là bình thường hay là có mang thai, nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở trên này mình cũng có cái ngưỡng khác nhau ha, để xem là có thiếu máu. Cũng cái tiêu chí này cũng của những cái tên thế giới luôn các bạn. Như vậy mình thấy là ví dụ như ở trẻ em từ cái độ tuổi từ 5 tuổi mà tới 12 tuổi thì cái hemoglobin nhỏ hơn bao nhiêu được xem là thiếu máu? Bao nhiêu? 11.5 gram trên decilit ha. Mình nhớ ở đây là cái cột bên này họ để cái đơn vị là trên lít, thì nó mình chia chia 10 lên.
Rồi bây giờ cái hemoglobin này nè, hay là cái lượng huyết sắc tố, hay là cái số lượng tế bào tổng cầu đó, nó phụ thuộc vào tình trạng sinh lý, nó phụ thuộc vào gì nữa không? Những cái yếu tố vẫn đang thay đổi, hồi năm ngoái mình có nhắc tới rồi đó, phụ thuộc vào gì nữa không? Nó phụ thuộc vào cái lối sống, hay là vào những cái môi trường sống, hoặc là cái đặc điểm địa lý không? Có. Ví dụ như thế nào? Người sống vùng núi cao. À, những cái người ở vùng núi cao, hay còn những cái người có cái thói quen nào thì có cái sự tăng mô độ hồng cầu. Còn nhớ không? Cho đó là khi mình xét thì mình phải để ý đến cả những yếu tố đó nữa ha. Ví dụ nào, đây mình có một cái ví dụ. Ở đây, ví dụ đây là cái hướng để xem có thiếu máu hay không. Và thứ hai là để phân chia cái mức độ trầm trọng của thiếu máu dựa theo hemoglobin ha. Nhưng mà ở đây là gì? Cái hướng này áp dụng cho đối tượng nào? Ở những người mà sống ở cái vùng đồng bằng, có nghĩa là ở cái vùng mà nó ngang với cái mực nước biển. Và đối với từng cái tình trạng sinh lý khác nhau ha, đây là cái hướng để xem là có thiếu máu hay không nè. Nếu mà bằng từ cái hướng này trở lên đó là không có thiếu máu, ở bên này là có thiếu máu, nhưng mà phải tùy theo từng mức độ. Ví dụ ha, ví dụ như là ở người nam trưởng thành thì nhỏ hơn 13 gram để sinh lý là có thiếu máu đúng không nào? Thế nhưng mà nếu mà nhỏ hơn 11 gram trên đề xin lít là thiếu máu được xếp vào mức độ gì? Người nam trưởng thành nhỏ hơn 13 gram đề xin lít là có thiếu máu rồi đúng không nào? Thế bây giờ cái người nam này là cái người nam này mà mình đo ra mình thấy nhỏ hơn 11 gram trên đề xin lít ha, nhưng mà vẫn lớn, nhưng mà nó khoảng cỡ 9 đi, 9 gram trên đề xin lít đi. Là trung bình. Đời đó là mình nói về định nghĩa, có nghĩa là mình biết được là khi nào mình coi là có thiếu máu đúng không nào? Vậy thì trong cái định nghĩa thiếu máu đó, các bạn thấy người ta có đề cập đến một cái dấu hiệu hay một cái triệu chứng gì? Ví dụ như là mình cảm nhận thấy ở người bệnh, hay người bệnh tự cảm nhận thấy không? Người ta có thể gọi đến không? Ví dụ em nói là ví dụ một người bệnh, người được coi là có thiếu máu nhưng khi thấy người đó xanh xao không? Người ta có nói vậy không? Còn người ta dựa vào gì? Xét nghiệm. À, dựa vào xét nghiệm. Trong đó có con số để xác định là gì? Là gì? À, là huyết sắc tố hay là dung tích? Hay còn gọi là gì nữa? Cái sắc tố là mình là từ mình định ra, còn cái từ người ta không dùng nó. Ví dụ như các bạn ở trong xét nghiệm nè ha, hemoglobin thì dùng từ gì? Hemoglobin. À, hemoglobin ha. Rồi bây giờ cái định nghĩa là như vậy. Bây giờ nguyên nhân như thế nào, những nguyên nhân nào dẫn đến cái việc giảm hemoglobin đó? Rồi ở đây mình thấy muốn biết được là tại sao nó giảm thì mình phải xét từ cái nguồn gốc của nó ha. Cái nguồn gốc của nó là bắt đầu từ một cái tế bào máu gốc này. À, tế bào máu gốc này tại sao gọi là tế bào máu gốc ạ? Từ một cái tế bào này nó có khả năng gì? Biệt hóa. À, phân chia biệt hóa ra nhiều cái loại tế bào máu khác đúng không? Và hôm nay mình quan tâm đến tế bào nào? Tế bào nào trong này? Đây là cái phần này là trong tủy xương, cái phần này là máu ngoại biên. Có nghĩa là nếu mình làm xét nghiệm á, mà mình lấy máu để mình
Rồi bây giờ quan tâm đến dòng đó thì mình cắt cái dòng đó thì mình xem nó dễ. Để xem từ cái tế bào gốc đến cái tế bào hồng cầu trưởng thành là ở đây. Đó là đi đây. Cái sự phát triển của tế bào gốc đến tế bào hồng cầu trưởng thành sẽ qua những cái giai đoạn nào và những cái yếu tố nào nó tham gia vào cái sự phát triển của chương điện hóa này. Do đó có những cái bất thường ở trong cái quá trình này sẽ dẫn đến bất thường về sản xuất đi tế bào hồng cầu và từ đó là có thiếu máu. Thì ở đây tế bào gốc ở đây ha, bây giờ đầu tiên là sẽ phát triển thành tiền trung hồng cầu. Rồi đây là những cái giai đoạn khác nhau của đây là nguyên hồng cầu. Đến đây mình có tế bào gì đây? Lưới. À đây lưới là tế bào hồng cầu. Đến đây là nguyên hồng cầu ha, như đoạn này. Cái này là hồng cầu lưới và cuối cùng là hồng cầu trưởng thành. Từ cái giai đoạn này, nguyên hồng cầu này ở cái giai đoạn màu cấp ha, pha 1 này là có sự tổng hợp ribosome. Thế để tổng hợp ribosome thì cần những yếu tố gì vậy? Cần những thành phần nào để tham gia vào tổng hợp ribosome? Cần cái gì nào? Để mình biết khi mà thiếu cái yếu tố đó là cần gì, cần đây 12 đúng không? Cần không? Cần gì nữa? mấy ngày
Trong tổng cộng bao nhiêu ngày để mình biết được là cái từ đó mình mới suy ra được cái tỷ lệ hàng ngày mình thấy ở đó ngoài kia. 5-7 ngày. Còn một lưới 5-7 ngày, hiểu không? Nó gần khoảng 3-4 ngày ha. Thì trong đó có 1 ngày còn lâu càng chút xíu là ở ngoài máu ngoài biên để nó đạt cái hồng cầu trưởng thành, và mình sẽ quan sát tới cái tỷ lệ đó ở máu ngoài biên là khoảng chừng 1%. Đó là cái tỷ lệ hồng cầu lưỡi bình thường. Và bây giờ cái yếu tố nào khác tham gia vào cái sự điều hòa tổng hợp hồng cầu, hay nói cách khác là bắt đầu từ cái tế bào máu gốc ở tủy xương đến hồng cầu trưởng thành trở về cái chất thúc tác là cái họ mô mà. Ở đây mình thấy là ở đây mình có cái gì, cái phần màu tím tím hồng hồng này nè, là cái gì? Là biểu hiện cho cái việc cân bằng giữa cung cấp oxy và cái gì, nhu cầu oxy của cơ thể. Thế bây giờ nếu cái việc cung cấp oxy nó bị giảm đi so với nhu cầu thì sao? Cung cấp không đủ cho nhu cầu thì như thế nào? Như vậy cái lượng oxy đến mô sẽ như thế nào? Sẽ thấp ha, và các mô sẽ nhận biết được việc đó, đúng không? Nhận biết được việc đó, và đặc biệt là ở cái mô thận, mô thận ha, rất là nhạy cảm với việc mà giảm oxy. Lúc mà giảm oxy như vậy, thận sẽ tiết ra một cái nội tiết tố có tên là erythropoietin. Cái chất này với tác động lên trên cái tủy xương để xúc tác cho cái quá trình mà tạo hồng cầu, là quá trình mình vừa mới nhìn thấy như vậy. Mà bắt đầu có cái chất này nó xúc tác cái quá trình tổng hợp chuyển hóa tạo ra hồng cầu. Khi hồng cầu tạo ra rồi thì cái việc mất thăng bằng này nó được sao? Được giải quyết, đúng không? Được giải quyết có nghĩa là thăng bằng lại giữa việc cung cấp và nhu cầu. Như vậy khi đó thì thận nó sẽ làm gì? Chúng ta lượng oxy đến mô sẽ đủ. Nếu mô thận không đủ, đúng không? Ngưng tiết. Như vậy ở đây sẽ có việc gì xảy ra? Ngưng tiết, giảm tiết. Lúc này cái việc mà tiết ra erythropoietin như thế nào? Giảm đi hay là ngưng? Giảm đi thôi ha, chứ không có ngưng. Giảm đi bởi vì hàng ngày vẫn cần phải tạo ra một cái lượng hồng cầu, đúng không? Để bù lại cái lượng hồng cầu nó mất đi. Nó sẽ giảm đi và nó tiết về mức gọi là mức sinh lý. Như vậy mình thấy để tổng hợp ra hồng cầu thì mình cần những yếu tố gì? Trước tiên là bắt đầu từ đâu? Tủy xương. Cái nguồn gốc của hồng cầu bắt đầu từ đâu? Tủy xương. Tủy xương nhưng mà cái loại tế bào nào? Và tế bào nào ở tủy xương? Tế bào máu gốc, đúng không? Do đó mà cái tủy xương của mình nó phải phải nắm có đầy đủ cái tế bào gốc trước đã, phải không? Có cái nguyên liệu đó, bắt đầu phải có chất, có những cái chất gì nữa nào? Tủy xương giống như một cái nhà máy để sản xuất hồng cầu, đúng không các bạn? Để coi như cái nhà máy. Bây giờ cái nhà máy này nó muốn sản xuất được cái sản phẩm của nó là hồng cầu thì nó cần cái gì? Nguyên liệu đó là cái chất gì? Acid amin nè. Acid folic. Acid folic nè. Vitamin B12. B12. Sắt. Cần gì nữa? Bây giờ nguyên liệu rồi nhưng mà không có những chất để gắn kết nó lại hay để xúc tác cho nó thì có ra sản phẩm không? Cần những chất gì nữa? Cần những cái hormone ha, những cái hormone để thúc đẩy cái việc phát triển và tiến hóa từ cái tế bào máu gốc và thành được tế bào hồng cầu ha. Và đây mình quan tâm tới cái chất là cái hormone này có vai trò nhiều nhất là
erythropoietin. Như vậy từ những cái nguyên nhân hay là từ những cái quá trình sinh vật học mà mình vừa mới nói qua đó ha, thì để các chúng mình liên hệ vào cái phần những cái nguyên nhân đó dễ dàng hơn. Bây giờ mình xem ở cái người mà có thiếu máu đó, người ta sẽ có những cái triệu chứng gì. Bây giờ các bạn đọc ở trong cái handout mình có những triệu chứng nêu ra ở đây, các bạn có giải thích được tại sao ở những người thiếu máu lại có những triệu chứng này không? Giải thích được không? Đây ví dụ nào, ví dụ giải thích thế nào? Ví dụ như là da xanh niêm nhạc, tại sao vậy? Thiếu quá trình trao đổi đúng không? À, hồng cầu không có gì, cái sắc tố phải không? Cái sắc tố thì nó liên quan đến cái chuyện mà da với niêm mạc xanh sao nhạt màu. Cái sắc tố là có giải thích rồi đúng không? Tố là gì? À, cái chất tạo màu sắc đúng không? Tạo màu sắc cho, cái sắc tố là màu sắc cho gì? Cho máu, màu gì đây? Đỏ, đỏ ha. Nếu mà đủ thì mình sẽ thấy da hồng hào. Còn nếu thiếu thì sẽ bị xanh sao, nhìn cái người gầy gò, nhìn cái người xanh sao nè. Còn niêm nhạc là sao các bạn? Niêm gì đây? Da thì dễ hiểu rồi ha, niêm nhạc là sao? Ví dụ như là niêm nhạc thì mình quan sát ở đâu mình thấy? À, cái là niêm mạc phải không? Niêm mạc ở thường là quan sát ở cái mí mắt. Rồi bây giờ có nhức đầu, mệt mỏi, giảm trí nhớ. Mình giải thích những triệu chứng này như thế nào? Thiếu oxy lên não. À, thì đó thì thiếu oxy hết. Rồi tiếp theo là có hồi hộp tim nhanh. Đâu bạn là đang nói thai lớn lên đúng không? Lớn lên, đúng mình cần. Đúng rồi, đang thai lớn lên để nhiều bạn nói quá cô nghe không có rõ. Bây giờ thiếu máu thì sao? Thiếu oxy là sao nữa? À, do đó là phải có một cái phản xạ để bù lại, để cung cấp đủ oxy phải không? Cung cấp đủ oxy thì bằng cách là bơm máu nhiều ra, phải không? Bơm máu nhiều thì tim nó phải tăng cường hoạt động lên. Rồi thở nhanh không? Tại sao vậy? Ủa bắt nguồn từ cái chuyện gì? À, thiếu oxy. Bây giờ phải tăng cường cái nhịp thở lên ha. Để dẫn đến thở nhanh lên để lấy thêm oxy vào. Rồi bây giờ có cái chuyện là chuột rút vào ban đêm. Chuột rút là cái cơ nào của mình có bị co thắt rồi các bạn? Chuột rút là như thế nào? Chuột rút hay là vòng bẻ là như thế này, cái thường gì? Chắc ở đây ai cũng được nhắc một lần rồi đúng không? Cơ gì vậy? Cơ nào? Cơ lân ha? Cơ lân cũng do chuyện thiếu oxy. Bây giờ ban đêm thường hay có những người thiếu máu hay có những triệu chứng như là đau hay là mỏi ở những cái xương dài, ví dụ như là xương cùi này, xương chân này, hay là xương cánh tay, tại sao như vậy? Đây có thể thấy được nè, là cái tủy xương này đang hoạt động, cái erythropoietin này nó tác động vào đang hoạt động để tạo ra cái hồng cầu mỡ. Rồi đây là một cái hình ảnh để minh họa cái chuyện
trên ha, và cho mình thấy những cái triệu chứng theo từng hệ cơ quan. Để hình dung không, theo từng cái hệ cơ quan khi mà có thiếu máu. Và cái triệu chứng mà người ta ghi bằng cái màu đỏ đó là xảy ra khi mà có thiếu máu. Ví dụ như ở đây ở trên cái hệ tim mạch mình có khi thiếu máu nặng mình có đau rồi ha, có mình đau đau thắt ngực ha. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy các bạn? Nó thắt ngực là gì? Cái bản chất của nó là gì? thiếu máu hay là thiếu oxy ở đâu? Ở tim. Ở tim ha. Cái chuyện này thường là thiếu cục bộ ở đó thì nó mới gây đau thắt ngực, nhưng mà trong trường hợp thiếu máu nặng là tất cả các mô đều bị thiếu máu, và trong đó mô tim nó cũng không có các bạn ạ. Đó là cũng bị thiếu máu là một phần này nè, còn lý do nào khác nữa không? Mình có nhớ phải là khi mà thiếu máu thì tim mình sao? Phải làm việc nhiều lên đúng không? Mà việc nhiều thì cái gì chúng ta cũng sẽ làm càng nhiều nữa. Cái càng nhiều nữa thì nó càng dễ xảy ra gì? Đau tim hay là đau thắt ngực đúng không? Một phần là do thiếu máu, đầu tiên từ cái việc thiếu máu của toàn bộ cơ thể. Cái thứ hai nữa là để bù lại cái việc thiếu máu đó, tim phải phải đang hoạt động lên đúng không? Đang hoạt động thì càng dễ bị mệt mỏi đúng không? Để càng cần nhiều oxy hơn. Biểu hiện ha, những cái cảm nhận mà mình có thể quan sát thấy, ví dụ như là mình thấy cái người một người da xanh có thể quan sát trên tim mạch nhà ha, hay là người bệnh thấy là thường xuyên bị chóng mặt, bị mệt mỏi, hay là mình thăm khám thấy tim đập nhanh hơn bình thường, ví dụ vậy. Bây giờ mình sang những cái cận lâm sàng để xác định là có thiếu máu hay là không. Thế thì tại sao mà đã có những cái dấu hiệu lâm sàng rồi mình cũng cần phải có cái cận lâm sàng đó vậy? Mình nhìn lại xem những cái dấu hiệu mà trên lâm sàng đó nó có đặc trưng cho thiếu máu không? Không. Đặc trưng không? Không. À, nếu không đặc trưng thì mình thấy là nó giống cái, nó giống những cái bệnh nào mà hay là nó có thể gặp phải trong những cái tình trạng nào khác nữa. Chẳng hạn ha, mệt mỏi. Các bạn chưa không? Không ha. Chẳng hạn bây giờ các bạn đang mệt mỏi đúng không? Rồi gì nữa? Bây giờ tim nhanh. Cái người bị loạn nhịp. Có không? Các bạn chưa không? Không. À, tại vì có thể gặp ở những bệnh nào? Loạn nhịp. Bệnh tim mạch nè, rồi bệnh gì nữa? Cường giáp. Cường giáp. Cái giải pháp như là bị nhức đầu. Bị nhức đầu, có đặc trưng của thiếu máu không? Rồi cái việc mà da xanh như nhà, đặc trưng không? Sao không đặc trưng? Mấy người nào da xanh như nhà? Bây giờ có bạn nào có cái da xanh như nhà nữa không? Như nào? À, có thể là mình chưa tìm thấy cái bệnh, nhưng mình thấy là cái dấu hiệu như vậy á, nó có đáng tin cậy không? Ví dụ như bây giờ một người này nhận xét nhìn thấy một người, ví dụ người A thấy người B nhận xét là người này da xanh, thế nhưng mà cái người C nhìn cái người B thì chưa chắc đó thấy là người da xanh đúng không? Dạ. Giờ cái góc độ viêm nhà thì mình cũng khó mà phân biệt được ha, phải tùy theo mức độ là nhà hay đậm như thế nào, tại vì mình không biết được là bình thường cái người đó cái tim mạch nó đậm đến đâu phải không, hoặc là da thì nó cũng thuộc mà gì nhiều tổng nữa ha, da sắc tổng ở trong màu da nữa, có nhiều đối tượng thì mình không có thể biết được da nó xanh hay không đúng không, hoặc là những người ví dụ như là người da
màu, ví dụ như là những người hay trang điểm đúng không, thì cái da đó thì đâu có thể xử lý được cái da của người ta hay là cái trang điểm. Do đó là mình có những cái thông tin nó khách quan hơn. Ở đây mình có thứ nhất là những cái thông tin để xem là người này có thiếu máu hay không đó. Cái công thức máu, công thức máu là gì các bạn? Công thức máu, công thức máu học rồi đúng không? Là công thức máu là gì? Công thức máu là cái gì? Còn nhớ công thức máu là gì không ạ? Còn nếu không nhớ thì biết là trong đó thì có cái gì không? Ở trong công thức máu thì mình có được những thông số gì nhớ không? Số lượng của ba dòng. À, về các loại tế bào máu. Số lượng. Từng loại tế bào, trong từng loại tế bào thì mình sẽ có gì nữa? Đầu tiên là số lượng, mình có gì nữa? Thể tích không? Thể tích gì? Số lượng từng loại tế bào có trong máu đúng không? Và những cái chỉ số của từng cái loại tế bào đó đúng không? Ví dụ như ở đây mình có trong này dòng hồng cầu mình sẽ có số lượng hồng cầu ha? Mình có những cái chỉ số liên quan như là hematocrit, như là hemoglobin, những cái chỉ số về kích thước, về màu sắc đúng không? Bây giờ để xác định là có thiếu máu hay không á thì mình cần xem ba cái thông số này, và quan trọng là xem cái hemoglobin để xác định trước là xác định có thiếu máu hay không đã. Bây giờ xác định là có thiếu máu rồi á thì bắt đầu mình nhìn xem những cái chỉ số khác để phân loại nó và nó thuộc cái loại thiếu máu kiểu gì. Bây giờ muốn biết được thuộc cái loại thiếu máu kiểu gì đó ha, thì mình có những thông số như là kích thước trung bình của hồng cầu ha, thể tích trung bình của hồng cầu, những cái thông số cho mình biết cái màu sắc của hồng cầu là gì. Là gì nào? À, về màu sắc thì mình có quan liên quan đến cái thông số gì? MCH. À, MCH. MCHC. À, MCHC. Bởi vì hai cái chỉ số này nó cho mình biết được cái lượng hemoglobin hay là cái nồng độ hemoglobin của hồng cầu. À, hemoglobin là nó mình nói là gì đấy? Huyết sắc tố cho mình biết màu sắc. À, hồng cầu lưới và kết cấu ngoại biên. Thì hồng cầu lưới này nè, có thể là có những cái máy tự động nó cho luôn cái thông số này, còn không á thì là có một cái yêu cầu riêng, hoặc là cái kết cấu ngoại biên này cũng phải yêu cầu riêng. Bây giờ mình sẽ xem những cái chắc lại những cái chỉ số này ha, và xem thử làm sao mà người ta dựa vào những chỉ số đó người ta có thể phân loại được thiếu máu. Cái này chỉ nhắc lại thôi, không nói đâu, đã nói rồi ha. Hematocrit có nghĩa là tỷ số giữa cái phần thể tích của gì, tế bào hồng cầu với máu hàm phần ha. Hemoglobin. Rồi lúc nãy ai, lúc nãy các bạn nói là gram này. Chưa? Phần này có cần phải giải thích lại không? Không cần đúng không các bạn? Thôi mình nhớ hết rồi, cô chỉ nói là chút thiếu thôi. Lát nữa để dành thời gian mình giải thích những xét nghiệm mới. Giờ đến cái thể tích trung bình hồng cầu. Bình thường mình nhớ thì bình thường thôi. 80-100 ha, các cô biết. Nếu nhỏ hơn số này là hồng cầu nhỏ và lớn hơn số này là hồng cầu lớn. Thế nhưng mà có những cái trường hợp nó rất là lớn hoặc là rất là nhỏ nha,
trường hợp như là mình có cái được hemoglobin trung bình hoặc cầu, mình nhớ đơn vị của nó là gì? Microgram, và đây là cái mặt bình thường. Tiếp theo một cái thông số cho mình biết cái màu sắc của hồng cầu nữa, đó là cái tổng độ hemoglobin trung bình hồng cầu. Đơn vị của nó là gam trên đề xin đít, đây là đơn vị của khối lượng trên cho cái gì đấy? Cho thể tích, mang khối lượng trên thể tích. Và đây là cái bảng tổng kết lại những thông số mình vừa mới nói. Sở dĩ lần này cô nói nhanh bởi vì trong quá trình học rồi, cô nhắc lại cho các bạn không quên thôi ha. Để chút xíu mình đi sâu vào cái phần phân loại và sẽ có những khái niệm mới thì cô sẽ nói kỹ hơn. Đây là những cái giá trị bình thường à, và cái này là cô giữ theo một cái tài liệu đó, có ở trên bộ môn ha. Thì cái này cô cũng nhắc lại luôn và năm ngoái mình có nói được tại sao những con số ở đây với lại những con số mà lúc nãy mình vừa nói qua nó không có giống nhau, hoặc là nó có cái sự sai lệch chút xíu. Tại sao vậy? Tại sao là như vậy? Tại sao như vậy các bạn? Tùy theo phòng xét nghiệm cô. À đúng rồi, là sẽ phụ thuộc vào. Thứ nhất là phòng xét nghiệm, thứ hai là gì? Thứ hai là cái gì nhỉ? Không phải chỉ có phòng xét nghiệm không, hay có còn nhiều yếu tố khác nữa. Chủng tộc. Chủng tộc. Chủng tộc. Chủng tộc có gì nữa? Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ các cái khách này thì nó sẽ lấy những cái điều đâu để nó biết. Đấy không phải là sách của Việt Nam đúng không? Phải không? Thì những cái sách này là ở bên Mỹ thì người ta sẽ dựa vào những cái nghiên cứu của cái vùng đó, của Mỹ và những khu vực xung quanh đó. Ha, thì những con số đã công bố rồi, người ta mới lấy lại và tính toán lại ra được những con số này. Còn nếu mình có đại diện cho người Việt Nam thì con số này thì nó sẽ khác. Tại vì khác nhau, các giải khác nhau, nó sẽ khác nhau, mình cũng sẽ thể hiện một chút xíu. Rồi cái hộp cầu lưới của mấy cô có thể thấy rồi ha. Nãy là mình nói về những các kiện thường quy. Các kiện thường quy có nghĩa là gì? Lúc đấy là cô mới nói những cái xét nghiệm mà để mình xác định là có thiếu máu và để phân biệt thiếu máu đó, mà người ta làm cái thường quy luôn đó. Thường quy là sao các bạn? Thường quy là có nghĩa là một người ra đến trạm tiền mà thấy có những cái triệu chứng nghi ngờ thiếu máu thì sẽ làm những cái xét nghiệm đó. Người nào cũng vậy hết. Bây giờ từ cái chuyện mà phân tập cái kết quả xét nghiệm thường quy rồi đó, người ta mới có định hướng là nghi ngờ người này bị thiếu ha, thiếu cái thành phần nào, hay là nghi ngờ một cái nguyên nhân nào mà gây ra thiếu máu thì người ta cho là một trong những xét nghiệm này để xác định xem cái chuyện thiếu máu này do đâu. Và xét nghiệm này có tên là xét nghiệm chuyên biệt. Chẳng hạn như là nghi ngờ bệnh nhân bị thiếu sắt thì ta cho làm những xét nghiệm này, và xét nghiệm sắt huyết thanh, xét nghiệm sắt dự trữ, hay là xét nghiệm về cái khả năng gắn sắt vào phần, hay là xét nghiệm về cái bão hòa sắt ở trên răng kali như thế nào. Bây giờ nghi ngờ là người này bị xuất huyết ở trong đường tiêu hóa thì người ta làm những xét nghiệm tìm máu ở trong phân, hay là nghi ngờ người này bị vấn đề ở tủy xương, cái tủy xương này nó bị ảnh hưởng với cái suy giảm mà không tặng được máu thì cho làm tủy đồn. Xét nghiệm chuyên biệt có nghĩa là khi đã có xét nghiệm thường quy và gợi ý cho người ta biết là bệnh nhân này có cái khả năng cao là rơi vào những cái nhóm nguyên nhân nào thì lúc đó mới được chỉ định những cái xét nghiệm tương ứng để tìm đúng cái nguyên nhân để điều trị.
ở phần nguyên nhân này đúng không? Thì bây giờ phân loại nó có hai kiểu, một là theo nguyên nhân bệnh sinh, theo nguyên nhân bệnh sinh từ cái lúc ở trong tủy xương ra tới máu ngoài biên, thì có những nguyên nhân gì có thể làm giảm cái số lượng cầu hemoglobin hay là dẫn đến thiếu máu? Bây giờ hàng ngày mình biết là có một cái lượng hồng cầu vẫn được tạo ra đúng không ạ? Rồi một cái lượng hồng cầu nó sẽ bị mất đi, tức là tự nhiên nếu mà cái chuyện tạo ra và cái chuyện mất đi này nó cân bằng với nhau thì sao? Bình thường là bình thường. Bây giờ nếu có sự thay đổi ở một trong hai cái quá trình đó thì mình có gì bất thường, thay đổi dẫn đến chuyện gì bất thường? Ví dụ như là giảm tổng hợp hay là tăng phá hủy thì có chuyện gì? À, thiếu máu. Bây giờ về cái đoạn mà giảm tổng hợp á, thì có những nguyên nhân gì làm giảm tổng hợp hay là giảm tổng hợp? Cũng cái mình có đề cập rồi đúng không? Những cái chuyện gì, những cái thành phần nào tham gia vào cái quá trình tổng hợp? Thì bây giờ thiếu một trong những thành phần đó đều dẫn đến giảm tổng hợp hay là giảm sản xuất, đúng không? Ở đây mình có ví dụ như là thiếu sắt, thiếu axit folic, thiếu B12, thiếu yếu tố làm hồng cầu như là erythropoietin ở những bệnh nhân bị suy thận. Bởi vì chất này là những thận tiết ra đúng không? Nhưng mà suy thận thì nó sẽ giảm cái chất này đi hoặc là không tiết được nữa. Đây, cái tế bào gốc có nghĩa là cái tủy của mình có vấn đề ha, tủy có vấn đề. Như vậy là một cái loại đầu tiên thì có giảm sản xuất. Bây giờ tăng phá hủy thì có cái nguyên nhân gì tăng phá hủy? Có nghĩa là cái việc sản xuất ra tới hồng cầu trưởng thành là bình thường rồi đó. Bây giờ làm sao nó cái chuyện tăng phá hủy? Cái tế bào hồng cầu này nó dễ bị vỡ, nó dễ bị vỡ thì những nguyên nhân nào làm cho nó dễ vỡ? Cái màng hồng cầu nó như thế nào? Nó không có bền, ví dụ như thiếu những cái men như 6BB hay là những cái bất thường ở trong hemoglobin thì có những cái hình dạng hồng cầu nó khác, ví dụ như hồng cầu hình liềm. Không phải mình có nói đúng không? Những cái loại đó nó dễ bị vỡ. Hoặc là có những cái chuyện bệnh tự miễn ở trong máu có những cái kháng thể tự chống lại cái kháng nguyên của tế bào hồng cầu làm cho hồng cầu bị phá hủy. Rồi một cái chuyện nữa tạo ra bình thường nhưng mà bị mất máu một cái lượng lớn, ví dụ như tai nạn hay là xuất huyết ở trong cái nội tạng, ví dụ xuất huyết đường tiêu hóa thì sẽ cũng bị thiếu máu đúng không? Như vậy là theo nguyên nhân bệnh sinh mình sẽ có ba cái nguyên nhân chủ yếu. Một là gì? Là gì nào? Mình nhớ là có một cái đàn là sản xuất, một cái đàn là phá hủy đúng không? Vậy thì nó như thế nào? Giảm sản xuất, tăng phá hủy hoặc là mất một cái lượng máu lớn. Đó là theo cái nguyên nhân. Bây giờ theo hình thái kích thước thì làm sao? Theo hình thái kích thước thì người ta sẽ dựa vào những cái xét nghiệm mà mình nói lúc nãy đó. Có thể tích trung bình hồng cầu, lượng hemoglobin và nồng độ hemoglobin. Thì dựa theo hình thái kích thước này người ta chia thành ba loại. Một đó là loại thiếu máu hồng cầu nhỏ, hồng cầu bình thường và thiếu máu hồng cầu to. Và ở đây cho mình những cái ví dụ minh họa để mình thấy là từ cái việc phân loại dựa vào hình thái kích thước này nè, người ta có thể tìm hướng được cái nguyên nhân, để hướng được nguyên nhân là gì. Và cái trên thực tế chúng
cái lượng hemoglobin ở trong hồng cầu nó thấp. Thì trường hợp đó mình sẽ có theo hình thái kích thước thì có là hồng cầu nhỏ dược sắt, và cái loại hồng cầu nhỏ dược sắt này là biểu hiện của cái chuyện thiếu máu do thiếu sắt hoặc là do bệnh thalassemia. Nó hoặc là ngược lại, mình thấy cái hồng cầu to đậm màu thì cái nguyên nhân dẫn đến cái biểu hiện này là thiếu vitamin 2 hay là axit folic. Rồi những cái chuyện mà mình nói nãy giờ đó thì bệnh hoạn cụ thể hơn một chút xíu, ví dụ như hồng cầu nhỏ dường tắt thì mình sẽ thấy ở đâu, những cái trường hợp xuất huyết mạc ha, bị thương máu, bị thủy hay là thiếu sắt. Đây là những cái chỉ số để mình tham khảo ha, mình tham chiếu. Ví dụ như mình nói là có cái thể tích trung bình hồng cầu giảm và giảm đến mức nào ha. Ở đây là mình nói là nhỏ hơn 80 cantolit này, hay là NCHC giảm hơn những cái giá trị này. Và ở đây có những cái hình ảnh bên ngoài các bạn, và thường á bên này cô sẽ để cái hình ảnh bình thường ha, bên này là cái vết máu ngoại biên của trường hợp này là thiếu máu dù sắc còn cầu nhỏ. Tương tự như là mình có những cái trường hợp tiếp theo là hồng cầu bình thường. Thế thì ở đây là nếu mà có thiếu máu mà hồng cầu bình thường á, thì các bạn sẽ thấy những cái xét nghiệm về kích thước hay là về thể tích hồng cầu nó có thể thay đổi không? Không thay đổi về kích thước, không thay đổi đi màu sắc ha. Trường hợp này là có thiết cấp hay là tán huyết. Đây hai cái hình ảnh. Rồi thấy bên này là tán huyết, đây là trường hợp tán huyết thì có những hồng cầu bị vỡ. Trường hợp tiếp theo là thiếu máu hồng cầu to. Nếu hồng cầu to mình sẽ thấy hồng cầu nào thay đổi các bạn? Hồng cầu nào thay đổi? À, kích thước trung bình của cái thể tích trung bình của hồng cầu thay đổi nha. Ở đây mình nói là giá trị bình thường từ bao nhiêu? 80-100. Bao nhiêu? 80-100. Thì hơn 100 đã gọi là hồng cầu to rồi ha. Nhưng mà có nhiều tài liệu bắt đầu từ 100, trên 115 hoặc là trên 120. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là thiếu axit folic ở bên mình này. Ở đây là cái hình ảnh hồng cầu to là hồng. Ở đây phân biệt cho mình hai cái trường hợp thiếu máu. Một bên là hồng cầu như thế nào đây? Đây là hồng cầu bình thường. Còn bên này là như thế nào? Hồng cầu to là màu bên này. À, nhỏ được sắc. Thì hai nguyên nhân dẫn đến hai tình trạng này nó khác nhau. Một hoa ở cái chỗ kìa. Ở cái chỗ là cái nguyên liệu ha, cái nguyên liệu khác nhau và cái giai đoạn khác nhau. Mình nhớ lại cái nguyên hồng cầu của bạn, mình nhớ không? Ở cái giai đoạn tổng hợp ribosome mình nhớ không? Có hai giai đoạn, nguyên hồng cầu kia là tổng hợp ribosome, sau đó là mới tích lũy cái gì? Tích lũy hemoglobin, đúng không? Thì ở đây ở đây là mà tổng hợp cái ribosome á, tổng hợp ribosome ha, hay là ăn tổng hợp cái ADN để phân chia tế bào. Bây giờ thiếu vitamin 2 hay là thiếu axit folic thì cái quá trình này nó bị ức chế, nó khiến cả tế bào nó không phân chia lên được và nó tích lũy nhiều gì, nó lớn lên nhưng mà nó không phân chia được, trong tế bào của nó có chứa nhiều hemoglobin, nó đậm màu lên, to đậm màu.
Còn ở bên này là thiếu sắt. Thiếu sắt thì cái hemoglobin là vì sao? Tại vì giảm đi đúng không? Thế nào có ít hemoglobin? Có ít hemoglobin thì nó sẽ bị nhỏ, nhiều sắt. Như vậy cũng là thiếu nguyên liệu, nhưng mà thiếu sắt thì gây ra hồng cầu nhỏ nhiều sắt, mà thiếu acid folic hoặc là B12 thì sẽ gây hồng cầu to, ha, đậm màu. Và lúc nãy con nói một cái chỗ là ở những cái người mà sau khi cắt cỏ dạ dày đó, các bạn có thấy ở phần mà thiếu, ở phần thiếu máu hồng cầu to thường gặp trong những cái người sau khi cắt cỏ dạ dày, có thấy không? Thì tại sao lại như vậy? À, thiếu B12. Tại sao cắt cỏ dạ dày lại dẫn đến thiếu B12? À, yếu tố nội tạng. Yếu tố phải ở đâu? Ở đâu? À, ở dạ dày. Đó là trong trường hợp này, nếu mà thiếu như vậy thì mình phải bổ sung bằng cách nào? À, chỉ có bổ sung bằng cách tiêm thôi, bởi vì người này không có yếu tố nội tạng để hấp thu nữa ha, không bổ sung bằng thức uống được. Rồi, lúc nãy mình có cái lý do dẫn đến thiếu máu hồng cầu to hoặc là thiếu acid folic hoặc là thiếu B12 à, thì người ta cũng không xác định được ha, đến cái người ta phải làm xét nghiệm sâu hơn xác định được, và nếu chỉ nhìn đến cái MCV thôi thì chưa biết là do thiếu acid folic hay là B12, bởi vì à, có sự trao đổi cái nhóm vitamin giữa hai cái vitamin này à, mới tạo thành được cái tetrahydro folic acid à, để tham gia vào cái quá trình tổng hợp ADN. Như vậy bây giờ mình nói qua nhiều cái xét nghiệm thường quy, sau đó đến xét nghiệm chuyên biệt. Vậy thì bây giờ mình tóm các bạn hay là mình ứng dụng để xác định từng cái nguyên nhân thiếu máu làm sao? Những cái thông số người ta cần
cần phải làm thêm, à, cần phải can thêm đó là cái vòng cầu dưới. Anh làm xong thì ở đây á, ở lúc đấy mình nói thiếu sắt thì sẽ có cái vòng cầu nhỏ dưới sắt đúng không, nhưng mà ở cái giai đoạn sớm thì mình sẽ chưa thấy vòng cầu nhỏ đâu, mà nó vẫn là cái vòng cầu nó ở bình thường ha, hoặc là sẽ có những cái vòng cầu lưới nó với ra nó sâu lớn hơn. Do đó vào đây người ta nghi ngờ, người ta vẫn có thể làm sắt nhưng mà sẽ thấy là sắt sẽ bình thường và vòng cầu lưới thì sao em? Sắt bình thường, vòng cầu lưới bình thường ha. Ở đây là cái trường hợp mà khiếm khuyết ở trong cái việc tạo nhân vòng cầu, tạo nhân vòng cầu, nhưng mà sau một giai đoạn thì cái vòng cầu lưới này nó sẽ bị giảm đi. Tiếp theo người ta ở cái trường hợp là thiếu máu hồng cầu to, cái nguyên nhân thường gặp là thiếu B12 hoặc là thiếu gì polyp đúng không, thì phải xét nghiệm hai cái nồng độ của hai cái vitamin này để xác định xem là thiếu polyp hay B12 để bổ sung cho đúng ha. Nếu mà thiếu B12 bổ sung polyp thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì ở giai đoạn đầu á, mình bổ sung folic vào nó sẽ che lớp những dấu hiệu thiếu máu là thiếu B12, mà thiếu B12 này nó sẽ làm tổn thương đến thần kinh, nếu như phải thiếu máu không và tổn thương thần kinh thì có thể là không phục hồi được. Do đó phải xác định ở trường hợp này là thiếu folic hay là thiếu B12 bằng cách là định được cái nồng độ axit folic để định được B12. Và riêng đối với trường hợp B12 thì người ta có thể xét nghiệm là Turing test. Cái Turing test là một xét nghiệm để xác định xem là cơ thể có hấp thu được B12 hay là không, từ đó quyết định là bổ sung B12 bằng cách nào. Nếu mà nồng độ B12 trong cơ thể mà giảm đó, mà Turing test mà dương tính á, có nghĩa là cơ thể không có hấp thu được B12 thì phải bổ sung bằng cái đường tiêm. Rồi tiếp theo mình đến cái trường hợp thiếu máu hồng cầu bình thường, chỉ có hai thông số này giảm thôi, hoặc là mất máu cấp như những cái tai nạn. Rồi phân biệt giữa cái chuyện mà mất máu do tai nạn và chảy máu cấp này với cái trường hợp tán huyết bằng cách là người ta có định lượng bilirubin và haptoglobin. Người ta phân biệt giữa cái chuyện tán huyết và cái chuyện tán huyết do nguyên nhân tự biến bằng một xét nghiệm gọi là full spec, đây là xét nghiệm xem ở trong cơ thể có cái kháng thể chống lại kháng nguyên của tế bào hồng cầu hay không. Rồi trong cái trường hợp này, nếu mà tế bào hồng cầu bình thường mà tế bào hồng cầu lưới giảm thì có nghĩa là có sự giảm tổng hợp hồng cầu, giảm tổng hợp hồng cầu có thể do bệnh thận hoặc do những cái bệnh mãn tính khác ảnh hưởng đến chuyện tổng hợp hồng cầu. Đến trường hợp thiếu máu hồng cầu nhỏ dưới sắt thì cái nguyên nhân nhiều nhất là thiếu sắt, lúc đó người ta cho là định được một cái gọi là một cái bộ sắt, ở đây có sắt huyết thanh có khả năng là sắt toàn phần bảo hòa trong ferrin, bảo hòa ferritin với bạn cái sắt dự trữ là ferritin. Rồi những cái xét nghiệm nào nói đã nói từ nãy giờ rồi ha thì sẽ không nhắc lại nữa, cô chỉ giải thích những xét nghiệm nãy giờ mình chưa nói thôi. Đầu tiên là Turing test là con nói qua rồi ha, đây là xét nghiệm xem thử cơ thể mình có hấp thu được B12 hay không. Thì làm sao để biết được là cơ thể có hấp thu được B12 hay không, mà sử dụng của cái B12 có đánh dấu dấu ở trên nguyên tố coban, thường là coban 57 hoặc 58, để cho uống. Tại vì muốn xem có hấp thu hay không, mà hấp thu qua đường tiêu hóa hay không thì phải cho uống ha. Cho uống sau đó
tiêm bên 12 để cho tất cả những cái receptor mà gắn nút bên 12 này nó bão hòa đi. Rồi sau đó người ta sẽ thu thập nước tiểu của bệnh nhân nước tiểu 24 giờ để xem cái lượng B12 mà được thu lại ở trong nước tiểu á so với cái lượng B12 cho uống đó là được bao nhiêu phần trăm. Nếu mà nó đạt từ khoảng 8-40% là bình thường, có nghĩa là cơ thể mình có hấp thu được thì mới thải ra từ nước tiểu, còn nếu không hấp thu được thì thải bao giờ nào? Thì sẽ thấy cái bên này phóng xạ ở đường nào? Không phân. Tại vì nó hấp thu thì tôi uống vào là đi ra thôi. Đây, tiếp theo là actoglobin. Đây là một cái protein do gan sản xuất. Cái protein này nó có vai trò là khi mà tế bào hồng cầu của mình nó bị vỡ đó thì hemoglobin nó bị phóng ra ở trong cái hệ tuần hoàn. Thì cái actoglobin này nó có nhiệm vụ là nó thu giữ những cái hemoglobin đó để cái hemoglobin nó không có lưu hành tự do trong hệ tuần hoàn. Và trong cái trường hợp tán huyết đó các bạn thì có nghĩa là hồng cầu của mình nó bị sao? Bị vỡ nhiều đúng không? Vỡ nhiều thì hemoglobin ở trong cái hệ tuần hoàn nó tăng hay giảm? Tăng. Do đó cái actoglobin nó được sử dụng nhiều phải không? Sử dụng nhiều để làm gì? Để gắn kết cái hemoglobin tự do này. Do đó nếu mình định lượng cái actoglobin mình sẽ thấy giảm. Giảm như vậy có nghĩa là có tăng huyết. Được. Rồi cái cung test là tìm cái kháng thể ha, thì chút xíu nữa cô có điện ảnh để giải thích cho nó rõ ràng hơn về cung test thôi. Cô có hai cái slide ở trong bài của các bạn cũng có để giải thích chi tiết một chút xíu về những nguyên tắc cũng như là cái xét nghiệm để xác định xem cơ thể có hấp thu được B12 hay không. Cô giải thích một chút xíu. Cái IF là yếu tố nội tại ha. Intrinsic factor, nếu mà có cái yếu tố nội tại thì có nghĩa là có hấp thu được không? Có. Hấp thu được ha. À, con xin lỗi, cái này là không có. Không có thì là không hấp thu. Không hấp thu thì sẽ gì? Và đi là thải ra phân. Có thì rất ít là trong nước tiểu thôi. Còn bây giờ nếu cái có yếu tố nội tại thì mình sẽ thấy sẽ hấp thu, sẽ đi vào trong máu và từ đó nó sẽ thải trừ qua những cái con đường khác nhau. Qua gan ở trong máu và từ qua nước tiểu. Đó là cái nguyên tắc. Bây giờ cái cách làm này. Cách làm thì cô có nói rồi ha. Đầu tiên là uống trước. Sau đó tiêm và thu thập nước tiểu 24 giờ. Và từ 8-40% cái lượng B12 có đánh dấu và được phát hiện ở trong nước tiểu thì có nghĩa là cái đường hấp thu bình thường. Còn nếu không bình thường thì sao? Nếu không bình thường thì người ta tiếp tục sẽ làm những cái giai đoạn tiếp theo nữa. À, ở đây thì cô chỉ giới thiệu thêm một giai đoạn nữa thôi. Đó là cho uống vitamin B12 kèm với là yếu tố nội tại. À, cho uống B12 kèm với yếu tố nội tại. Nếu bất thường có nghĩa là không hấp thu được đúng không nào? Người ta cho yếu tố nội tại vào để xem là khi mà bổ sung yếu tố nội tại này thì có hấp thu được không? Hay là bị một cái vấn đề gì ở trong cái hệ tiêu hóa nó không hấp thu được? À. Bây giờ khi mà cho yếu tố nội tại vào, sau đó phải lập lại cái xét nghiệm giống như đi ngủ. Thì nếu cái kết quả là bình thường á, thì có nghĩa là người này thì sao? Người này bị thế nào? À, thiếu hay là không có yếu tố nội tại. Người ta gọi cái trường hợp này là thiếu máu ác tính. Nghĩa là không có yếu tố nội tại luôn ha. Bây giờ cho vào, nhưng mà cái lượng B12 phóng xạ không được vẫn thấp. Như vậy là cái vấn đề có phải do yếu tố nội tại hay không? Không phải ha. Mà do cái việc có những cái bệnh khác trên đường tiêu hóa làm cho cái việc hấp thu này nó kém đi. Cái chỗ này là hấp thu kém, hấp thu B12 kém.
điểm năng. Cũng là thiếu cơ 12 nhưng mà do không có yếu tố ở tại thì gọi là thiếu máu ác tính. Còn nếu có mà do một cái nguyên nhân, một bệnh lý nào khác ở đường tiêu hóa, nó làm cho B12 khó hấp thu, người ta gọi là do kém hấp thu B12. Cái này không phải là thiếu máu ác tính ha, cũng gọi là thiếu B12 nhưng không phải là thiếu máu ác tính. Rồi bây giờ mình qua một cái xét nghiệm nữa để xác định xem cái việc tán huyết là có phải do cái nguyên nhân biến dịch hay là không, hay người ta còn nói là bệnh tự miễn đó. Cái xét nghiệm này gọi là cung test. Thì cung test này á có hai cái kiểu làm. Một là để xác định xem ở trên cái trong cái máu của cái người bệnh hay là người nhận có cái kháng thể mà chống lại kháng nguyên hồng cầu gắn ở trên cái hồng cầu hay là không. Đây là máu của người bệnh ha, và cái người này người ta nghi là có bị cái bệnh tự miễn hay là tán huyết do nguyên nhân miễn dịch. Thì nếu người này mà có bệnh đó có nghĩa là có kháng thể chống lại kháng nguyên của hồng cầu người đó, đúng không nào? Bình thường cái kháng thể ở trong máu của mình nó có chống lại kháng nguyên như hồng cầu không? Không. Không ha. Do vậy nó mới hồng cầu nó mới được bảo tồn. Còn nếu có kháng thể chống lại kháng nguyên của mình thì hồng cầu bị sao? Bị vỡ ra ha, được tương kết thì vỡ ra. Thì cũng như có những người thì các bạn tự biến mũi ra tự sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên của mình. Bây giờ làm sao để xác định được là cái người này có cái kháng thể đó hay là không? Thì ra dùng một cái loại thuốc thử, thuốc thử cái loại là thuốc thử không. Thuốc thử này chứa cái gì? Thuốc thử này chứa cái kháng thể. Kháng thể này kháng lại cái kháng thể ở trong ở người bệnh có bệnh tự biến. Hiểu được không? Cái này cũng là kháng thể, mà kháng thể này là nó chống lại cái kháng thể của người bệnh. Đến đây được chưa? Thì khi cho thuốc thử này vào sẽ có chuyện gì xảy ra? Kháng thể mà nó gặp là cái kháng nguyên của nó thì nó sẽ làm sao? Nó gắn vô, đúng không? Nó gắn vô làm cho hồng cầu ngưng kết lại, đây là kết quả dương tính ha. Thì mình sẽ thấy hồng cầu được ngưng kết tụ lại này. Nhưng mà kết luận là trên cái hồng cầu của người bệnh này có cái gì? Có kháng thể chống lại kháng nguyên của mình. Đây là test trực tiếp. Trực tiếp có nghĩa là tìm cái kháng thể trực tiếp ở trên hồng cầu. Đây sẽ có những người bệnh khi nào nó gặp cái kháng nguyên thì nó mới gặp ha. Ví dụ như cái người nào mà truyền bệnh truyền bị thiếu máu mà truyền máu nhiều lần thì vẫn cứ bị thiếu, vẫn cứ bị kháng huyết thì có thể làm đấy. Thế thì thêm một cái nữa là không gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa là sao? Muốn là tìm kháng thể này, kháng thể này nó cũng chống lại kháng nguyên của hồng cầu, nhưng mà tìm ở đâu? Tìm ở trong cái huyết tương của người bệnh. Đây là huyết tương của người bệnh. Đây là cái mẫu hồng cầu. Ở bước đầu tiên sẽ cho hai cái thuốc thử này kết hợp với nhau. Nếu mà trong cái huyết tương của người bệnh có cái kháng thể này thì có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì? Đây là cái mẫu hồng cầu, có thể là máu của người cho hoặc là máu hay là của mẫu thử. Nếu ở trong huyết tương người bệnh mà có kháng thể thì có chuyện gì xảy ra? Không có. Thì kháng thể và kháng nguyên sẽ làm sao? Kết hợp với nhau là mình sẽ có lại cái hình ảnh giống như ban đầu ở đây, đúng chưa?
chưa? Có phải hình ảnh này giống như này không? Vấn đề là mình lấy cái hợp khác thôi. Ở trường hợp trực tiếp mình lấy một màu mình thử, trường hợp gián tiếp là lấy cái huyết tương mình thử. Thì ở cái phần trực tiếp mình có một lần đầu tiên là trong phút thử công thân, còn ở phần gián tiếp này mình phải có cái mẫu hồng cầu. Sau khi trả thành cái mẫu như này thì biết tiếp theo cũng là trong phút thử không vào. Và kết quả từ đây ha, cái giai đoạn 2 là giống cái test không trực tiếp, đúng không? Cái này các bạn nắm được hết không? Nắm được chưa? Vậy thì cái mục đích và cái nguyên tắc của xét nghiệm này là gì? Mục đích là gì? Xét nghiệm này là gì? Để xác định xem ở trong máu của người bệnh có cái gì? Kháng thể. Có gì? Kháng thể chống lại kháng nguyên hồng cầu. Có kháng thể. Kháng thể gì? Chống lại kháng nguyên hồng cầu. Chống lại gì? Kháng nguyên của hồng cầu. Của hồng cầu ha. Giờ đây là những xét nghiệm khi mà nghi ngờ người này bị thiếu sắt. Thì lúc mình có nói là phải làm nguyên một bộ gồm 4 cái xét nghiệm ở trong huyết thanh, sắt dự trữ, khả năng giám sát toàn phần, những cái đó cũng ở đây các bạn, khả năng giám sát toàn phần. Thì sắt ở trong cơ thể là được vận chuyển bởi cái transferrin. Khi mà cái lượng sắt ở trong cơ thể mình nó giảm đi ấy, mà cái lượng transferrin nó không có thay đổi, thì cái khả năng để hay là cái lượng transferrin mà nó còn chống chỗ đó, hay là transferrin nó có thể gắn kết sắt, nó sẽ tăng hay là nó sẽ giảm, tăng hay giảm. Có nhiều cái chất xuyên trở hơn thì ít hơn, cái phần trăm nó xét về tỷ lệ phần trăm này có nhiều hơn ha. Ngược lại thì mình sẽ có cái lượng sắt mà đã gắn với cái transferrin nhiều hơn thì ít hơn, nhiều hơn thì ít hơn. Transferrin là một chất vận chuyển sắt ở trong cơ thể ha. Bây giờ cái lượng sắt nó giảm đi thì cái tỷ lệ phần trăm hay là cái bão hòa của cái transferrin á giảm hay tăng? Giảm hay tăng? Bảo hòa có nghĩa là cái phần transferrin đã được giảm sắt giảm hay tăng? Giảm. Chút xíu tới mảnh lượng sắt thì mình sẽ, chỗ nào chưa hiểu mình sẽ nói kỹ hơn ha. Đây là bốn cái xét nghiệm để xác định xem là có thiếu sắt hay là không. Như vậy mình đã nói qua những cái thông tin chung về thiếu máu, định nghĩa phân loại nguyên nhân ha, và cái cách xác định xem là thiếu máu do cái nguyên nhân nào, phân loại là làm sao. Và có một cái lưu ý như này với các bạn là thiếu máu không phải là bệnh ha, người ta không có xét là cũng bị bệnh thiếu máu, mà thiếu máu thường nó là cái dấu hiệu của bệnh khác, chẳng hạn như là một cái dạ dày lâu ngày cũng bị thiếu máu, bị suy thận cũng bị thiếu máu, bị nhiễm lưu máu cũng bị thiếu máu, bị thủy cũng bị thiếu máu, đúng không? Có một trong những cái, một trong những dấu hiệu của bệnh đó là bị thiếu máu. Hay là thay đổi cái chức năng của cơ thể, ví dụ bây giờ chức năng của thận không đảm bảo, ví dụ như là suy thận, của tủy xương không tròn vẹn, cái tủy cũng bị thiếu máu ha. Rồi đối với việc xác định, không phải là chỉ xác định đến cái chuyện là có thiếu máu hay không, mà phải xác định đến cái gì? Đến cái nguyên nhân, đến loại thiếu máu, đến nguyên nhân thiếu máu để có những cái phương pháp điều trị cho nó thích hợp. Nếu nó là cái dấu hiệu của bệnh khác thì mình làm sao để hết thiếu máu? Mình làm sao? Mình phải điều trị cái bệnh này là đúng không?
rồi thay đổi một chức năng cơ thể thì mình phải có những biện pháp để bảo tồn cái chức năng đó và phục hồi chức năng đó. Mình có nghỉ một chút không các bạn? Có nghỉ không? Mình có nghỉ không? Nghỉ 10 phút nha. Rồi nghỉ 10 phút là đến 7 giờ.